Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh channel của mình nha. Ngày hôm nay mình làm một video này, và video này mang tính chất là tham khảo, và mong là mọi người xem nó giống như là một cái điều gì đó để mình tham khảo xem nó có giống với cái trường hợp của mình hay không. Chứ cái câu chuyện này và những cái điều này mình nêu ra không có nghĩa là mình đánh đồng tất cả, hoặc là mình nói xấu một ai. Và những cái điều này mình cảm nhận được và mình cảm thấy nó không có được tốt từ cái bản thân của mình, và mình nhìn vào những người xung quanh và mình cảm thấy là những điều này của phụ nữ nó không được tốt. Và cũng như là theo cái lời đề nghị của một số anh đã comment vào cái những video của mình, là nói là Minh ơi, ngày hôm nào đó em làm một cái video nói về những cái tật xấu của người phụ nữ nên thay đổi đi, chứ em đừng có nói về cái người đàn ông nhiều quá. Không có công bằng, tại vì bây giờ phải nói bên nam phải có bên nữ chứ. Bây giờ em nói bên nam không thì coi như em bên bên nữ quá. Thì ok, em cũng đã cố gắng và tìm hiểu và cũng coi như là dạch lá tìm sâu để coi những cái tánh nào chưa tốt của người phụ nữ em sẽ nêu ra cho các anh nghe chơi. Và cũng coi như là những chị nào đó cảm thấy vui vui thì like cho em một like ha. Rồi bắt đầu chúng ta vào chủ đề thôi nào. Tánh đầu tiên đó là thích làm màu. Là mọi người biết không, người phụ nữ nào cũng thích làm màu hết, kể cả là trong đó có Minh, tại Minh cũng là phụ nữ luôn. Thì mình cảm thấy là khi mà mình người phụ nữ là mình phải màu mè chút, mình phải văn chương một chút, hoặc là phải cầu kỳ một chút thì mình mới cảm thấy là đó là phụ nữ và đó mới là đẹp. Nhưng mà cái gì nó cũng có một giới hạn của nó. Nếu như mà các bạn làm một cái điều gì đó mà gọi là nó thái quá và nó đi vượt quá tầm với thì nó thuộc loại là nó bị vô duyên á, và nó làm phiền phức đến người khác á. Ví dụ như tùy trường hợp mà mình sử dụng cái sự màu mè của mình. Ví dụ như cái ngày hôm đó nó có phù hợp với cái tính chất hay không, mà mình có nên màu mè hay không. Đại loại mọi như một số ví dụ đi. Thì đi chơi mà cái bữa đó là cái bữa đám ma đi, mà cái người phụ nữ thì họ thích trang điểm, họ thích làm đẹp và họ thích cầu kỳ quá lá hẹ, đôi khi là trưng diện đó. Nhưng mà đối với khi một một cái buổi tiệc đám ma thì những người phụ nữ mà nó có tánh không đẹp mà thích màu mè ở mọi lúc mọi nơi, và đặt vào cái trường hợp là khi đi đám ma vẫn màu mè vẫn cầu kỳ luôn á, thì cũng nên hạn chế lại. Thì nó cảm thấy rất là vô duyên, vì các bạn nghĩ thì đi đến một nơi buồn tẻ nhạt và nó là một cái đám tang của một người, mà đi quýnh cặp mắt nó chớp 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 bảy tám màu, rồi chải cái đầu thì như đi dị vũ hội, rồi mặc cái đầm thì kim sa kim tuyến lè lẹt, hoặc đôi khi là mặc hở hang, hay là mặc những cái màu sắc quá sặc sỡ, thì đó gọi là màu mè mà nó diêm dúa luôn á, và nó không phù hợp vào cái trường hợp đó. Thì mình nói tới đây thì có lẽ có nhiều người sẽ nói là ai mà không biết cái chuyện đó mà phải nói. Nhưng mà các bạn biết không, cái xã hội này nó có rất là nhiều, và mình đi dự lễ tang có rất là nhiều người họ không có ý thức được cái điều đó, và họ nghĩ là giống như họ đi tới cái đám ma đó là họ sẽ đi kiếm được trai trong đó hay sao á, và họ đi cua trai trong đó hay sao á. Các bạn biết không, bữa đó mình đi đám ma mà mình gặp một người đó cổ mặc cái áo vẫn là màu đen các bạn, nó màu đen rất là lịch sự. À, không phải rất lịch sự, màu đen rất đúng chuẩn của đám ma luôn. Thì màu đen đúng không, nhưng mà cái kiểu thì nó không có phù hợp vào cái đám ma đó, là cái áo thì khoét sâu hở cái lồng ngực ra như vậy, còn ở phía sau á thì hả nó gần như là nó khoét nó gần như là hết cái lưng luôn, nó khoe nguyên cái bờ vai, nguyên cái bờ lưng ra, bờ lưng trần đẹp của chị ấy ra. Rồi các bạn biết không, mặc như vậy đó và đi ẹo tới ẹo luôn. Mình hỏi các bạn, ví dụ các bạn đã đi đám ma mà mình đến mình chia buồn với người ta, chứ không có nghĩa là mình đi đến đó mình dự sự kiện, không phải mình đi đến đó để mình khoe dáng dốc, mình khoe cái sự đẹp đẽ của mình, quýnh hai con mắt giống như đi dạ hội vậy đó, xanh xanh đỏ đỏ gắn mi chớp 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 vậy nè. Rồi quýnh cái môi á, thì chắc cũng có môi giống như vậy đây. Mà mình hỏi các bạn nè, ví dụ như mình đi đám ma mình biết đi đám ma đi, mình bôi bớt đi cho cái môi mình nó hồng hồng là được rồi, tại vì trong đó người ta khóc, người ta khóc, người ta diêm dúa mắt mũi mày người ta tà, 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 tà lem hết rồi. Mình đi đến mình tham dự đám ma người ta thì mình, ví dụ như mình muốn mình đẹp đi chăng nữa thì mình cũng tha một cái son gọi là son hồng hồng thôi, nó hơi ửng ửng cái môi mình thôi. Trời, nó quýnh cái môi thì nó thiệt á, nhiều khi còn đậm hơn cái môi này của tôi nữa, mà cái màu màu hồng cánh sen á mọi người.
nhìn nó diêm dúa bà cố luôn. Đó là cái sự màu mè nó không thích hợp và nó không có phù hợp vào những cái trường hợp đó. Và mình thấy là những cái điều này nó không có hy hữu đâu các bạn. Nó rất là thường luôn, rất là thường. Và thường là những người gọi là họ muốn làm nổi á, họ muốn làm nổi trong một cái trường hợp nào đó và họ không có nhận thức được là cái điều đó họ đang làm là nó không có đúng. Điều thứ hai, chảnh chọe. Điều này thì cái người phụ nữ cái tánh này mình nghĩ là nên giảm bớt lại. Ví dụ như bây giờ mình đừng có chảnh, đừng có khi người. Chỉ cần là ví dụ như mình không thích, mình không tiếp chuyện với người đó, hoặc là khi mà người ta tiếp chuyện với mình thì mình vẫn nói chuyện bình thường với người ta. Đó là gọi là quý phái của một người phụ nữ. Cái người phụ nữ đó nó họ có phong cách, họ có sự quý phái là do là họ không tiếp chuyện với những người mà họ chưa quen biết. Đó là cái sự quý phái và cái sự theo kiểu là cái tính cách riêng của họ, chứ không có đồng nghĩa là họ lại nói chuyện với mình có nói chuyện khinh khỉnh mặt lên giống như nói chuyện theo kiểu khi người ta đó. Là cái điều đó là mình thấy là cái tánh tình đó vẫn không tốt. Nhưng mà mình thấy mình đi chơi nhiều, mình gặp những cái tánh tình nó nhiều lắm các bạn. Và mình không biết là họ giàu bao nhiêu, và mình không biết là họ tài giỏi bao nhiêu, nhưng mà họ, mình thấy cái thái độ và cái phong cách của họ thì mình cảm thấy là ô cái người này sao mà chảnh quá. Cho dù là anh có tài giỏi đi chăng nữa thì anh cũng không có nên làm như vậy. Tại vì dù gì họ có thấp kém hơn anh, họ ra ví dụ như cái kinh tế họ không bằng anh, hay là kinh tế họ không bằng chị, thì là cái do là cái họ sinh ra trong cùng một cái gia đình nó không có được thuận buồm xuôi gió trong chuyện làm ăn, và cha mẹ của họ không có điều kiện để có thể là giàu giống như cha mẹ mình. Chứ đâu có nghĩa là họ cái ý chí của họ hay là cái kiến thức của họ nó thua kém, hay là cái sự thông minh của họ thua mình đâu mà mình tỏ cái thái độ như vậy. Có thể bạn hơn người ta ở một cái góc độ này, nhưng mà người ta sẽ hơn bạn ở một cái góc độ khác. Cho nên đừng có khi người khác, đôi khi các bạn đi chơi đi, các bạn hơn người ta ở chỗ là các bạn ăn xài phung phí, các bạn đại gia, các bạn đi ra ngoài đường là các bạn chuẩn sới ca. Nhưng mà trong cái việc làm ăn hoặc trong một cái việc tính toán nào đó thì các bạn vẫn không bao giờ hơn người ta. Mình nói theo cái phương diện là kể cả một người bác sĩ luôn, họ chỉ giỏi ở cái lĩnh vực y khoa, nhưng không có nghĩa là họ giỏi vào những cái lĩnh vực khác, đại loại như công nghệ thông tin hay làm trọt chăn nuôi hay cái gì đó. Bạn giỏi về cái lĩnh vực đó chứ không có nghĩa là bạn là người giỏi và bạn là người biết hết tất cả. Cho nên mình hãy hòa đồng đi, và sẽ một ngày nào đó, sẽ có một ngày nào đó mình sẽ cần về những cái điều đó, các bạn biết không? Cho dù là các bạn là bác sĩ, kỹ sư hay đi chăng nữa, thì khi mình có một cái căn nhà, mình có một cái khu vườn, thì mình vẫn là người muốn ra ngoài đó tự tay mình trồng những cây cối. Thì tới lúc đó là nhiều khi mình thật sự nhiều khi lúc đó mình đi tìm mấy cái thằng mà nông dân, mấy cái thằng mà lúc đầu mà mình chê đó, mình chê là nó cù lần đó, và mình hỏi ý kiến nó là mình trồng như thế nào, mình làm như thế nào để cho cây tốt. Cho nên đừng nên khi dễ ai. Và mình đi chơi có lẽ là do là mình không có phải là sang chảnh giống như mấy anh đó, là con nhà 2-3 tấm biệt thự 4-5 căn, cho nên mình không có cái tánh tình kiêu căng như vậy. Mà mình đi chơi là theo cái kiểu là mình không thích người đó, giống như là mình chưa tiếp xúc với người đó là mình sẽ giữ một khoảng cách nhất định. Và khi mà ai đã tiếp xúc với mình, lại chào hỏi mình, nói chuyện giống như làm quen với mình rồi, thì mình biết người đó rồi, thì bảo đảm khi mà mình ra ngoài đường là dù gì dù nếu như mình không thấy thôi, thấy là mình sẽ chào người đó hoặc mình cười với người đó một cái. Đó là cái phép lịch sự mà tối thiểu nhất là một người mình phải biết. Tại vì đôi khi trên một cái cuộc sống, trên đường đời của mình không biết là mình sẽ vấp ngã ở nơi đâu, và mình không biết là mình sẽ gặp những gì. Cho nên ai cũng là thầy giáo, ai cũng là nhân tài hết, và ai cũng hay hết. Tại vì họ không giỏi ở khía cạnh như này, nhưng mà họ sẽ giỏi ở khía cạnh khác. Có những người họ học chữ rất là dở, nhưng mà về cái việc mà ví dụ như học về nghề hay là về cái gì đó, về những cái gì mà họ tự sáng chế ra là họ cực kỳ giỏi. Cho nên mình đừng có khi dễ ai. Cho nên người phụ nữ mình thấy cảm thấy có nhiều nhiều má ngộ lắm, mà đi ra ngoài đường là thích chảnh lắm, chảnh mà theo kiểu chảnh chó đó. Và mình thấy là những điều này thì nên giảm lại, không có tốt. Và cái điều mà chảnh này á, nó có hai mặt. Một là nó có thể giúp bạn sang chảnh hơn, đúng không? Hai
là nó có thể làm cho người khác ghét mình và nó sẽ cho mình một bài học nhớ đời. Đó, đó là mình cảm thấy là người phụ nữ nên phong cách, nên quý phái chứ đừng nên chảnh. Thích là cái rốn của vũ trụ. Khi mà đi tới một cái đám tiệc nào đó, khi đến một cái bàn ăn nào đó, là họ thích là họ là người đặc biệt nhất trong cái đó, và họ muốn tất cả mọi sự chú ý phải dồn về phía họ. Nhưng mà có nhiều người thì họ rất thông minh, họ muốn người khác để ý tới mình bằng cái phương diện là rất là tế nhị. Ví dụ như họ làm một cái điều nào đó hay, và những cái điều nào đó về cái thế mạnh của họ, và họ cho người ta thấy là người phụ nữ đó họ tài giỏi. Nhưng mà có cái điều này là nó khác ở chỗ là như vậy nè. Khi mà cái người phụ nữ đó họ đi trong cái đám tiệc đó, ví dụ như mọi bữa mấy người đó luôn để ý tới cái người phụ nữ đó, nhưng mà tới một ngày nào đó có một người con gái khác xuất hiện đi, thì họ sẽ dồn cái sự tập trung vào cái người con gái thứ hai, thì bảo đảm là cái người con gái thứ nhất nó sẽ ghét cái người con gái thứ hai. Đó là cái chuyện mình thấy cực kỳ vô lý, mà mình thấy là mình đi chơi hầu như là mình thấy rất là nhiều, mà mình gặp rất là nhiều luôn. Là ví dụ như bây giờ hả, mỗi bữa đi chơi sao không cần biết, mà chỉ cần mà có một đứa lạ xuất hiện. Ví dụ như bữa đó mình đi chơi trong cái đám tiệc đó đi, mà lần đầu tiên mình gặp cái nhóm đó, cái tự nhiên mình khi mình vô trong cái nhóm đó thì họ thấy mình lạ, thì họ sẽ lại làm quen, họ hỏi mình ở đâu này cái nọ, để họ bắt chuyện, họ làm quen, họ làm bạn với mình. Thì bắt đầu những cái đứa mà con gái ở trong đó đó, và mình nhìn là mình đánh giá được là những đứa đó gọi là đẹp đó, đẹp trong nhóm đó, và cảm thấy nó có phong cách trong đó đó, thì mình cảm thấy là bắt đầu nó có sự ghét mình trong đó, nó không có thích mình. Nhưng mà trong khi đó mình không có làm gì hết, tại mình được mời mà, mình được mời đi đến cái bữa tiệc đó, và mình đi vô bữa tiệc đó, mình đi với bạn trai mình thì mình chơi thôi, bình thường thôi, chứ có gì đâu. Nhưng mà nó lại ghét mình, nó không thích mình. Ví dụ như mình bấm một cái bài hát đi, nó sẽ không cho mình hát. Nó bấm rồi mấy đứa kia bấm, nó bấm chồng cái bài của mình nằm tút cái dưới đít á, nó không cho mình hát. Cảm thấy cái tánh cực kỳ không có đẹp ở cái người phụ nữ mà mình thấy hầu như rất là nhiều. Và mình nghĩ là nếu như người phụ nữ mà họ tiết chế được cái điều đó thì nó sẽ đẹp hơn. Và mình thấy là những người phụ nữ mà có những cái tánh tình đó thì nó xấu lắm, nó không được đẹp. Điều kế tiếp là ghen tị và nói xấu. Các bạn biết không, cái tánh này hầu như cái người phụ nữ nào cũng có hết trơn, mà ít hay nhiều thôi, và biết tiết chế hay không thôi. Là mấy người mà mấy chị em rồi đó, mà hãy tụm ba tụm bảy lại là bắt đầu cái chút xíu là sẽ có chuyện này nói xấu. Chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó trên trời dưới đất rồi đó, chuyện có nó không, chuyện không nó có, chuyện đầu làng cuối xóm gì nói hết. Và cái điều này mình thấy là nó gọi là nó không được đẹp. Nhưng mà có lẽ là người ta nói là người phụ nữ là cái bản chất người phụ nữ là họ là như vậy, giống như là mọi thứ họ liên kết với nhau, cái bộ não của họ là có từng ngăn từng ngăn từng ngăn từng ngăn, và khi họ nói chuyện là nó sẽ liên kết hết những cái học đó. Còn cái người đàn ông là họ sẽ có từng ngăn từng ngăn từng ngăn, nhưng mà họ nói chuyện là họ chỉ tập trung vào cái ngăn đó thôi, chứ họ không có liên quan tới những cái ngăn khác. Đó là giữa tính cách giữa người phụ nữ và đàn ông. Cho nên cái điều này là mình nghĩ cái đó là bản năng của người phụ nữ, nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà thay đổi được thì tốt. Và mình cũng cảm thấy cái điều đó là không có được tốt, không được đẹp. Và mình hả, theo kiểu là lúc mà mới lớn á, mình còn nhỏ, mình mới lớn, mình chưa có biết chuyện á, thì mình cũng mắc phải một chút xíu về cái chuyện mà thích đi nói chuyện người khác. Và khi mình lớn lên mình nhận thức được một điều là cái điều đó nó không hay, không tốt. Và bắt đầu mình tập dần và mình sửa những cái điều đó. Mình đến bây giờ thì ai nói gì nói, chuyện gì của ai kệ người ta, mình không quan tâm. Miễn sao là nhà mình có tiền, có cơm ăn ngày hai bữa, con cái khỏe mạnh, ba mẹ khỏe mạnh, và chồng mình đi làm mỗi ngày có tiền là ok rồi, mình cảm thấy vui rồi. Và mình không quan tâm đến chuyện người khác nữa, chỉ ngồi xuống nói chuyện vui rồi thôi. Còn nếu như cảm thấy mà không được thích, không được vui nữa thì thôi mạnh ai nấy về. Nhiều chuyện về cái chuyện làm đẹp đi, đi nhiều chuyện về chuyện sắm sửa quần áo đi. Ôi trời ơi, cái điều đó là quá tuyệt vời và nó không có liên liếm với ai hết. Và mình cảm thấy là nếu như mà mấy chị mà có cái tánh không được đẹp đó thì nên chỉnh lại chút xíu cho nó đẹp cái phong cách mình hơn. Đầu soi mói cái chuyện người khác rồi á thì sẽ quay qua nói xấu. Tao nói mày nghe nhỏ đó, trời ơi thấy đẹp đẽ vậy mà hư thân mất nết, cơm không biết nấu, tối ngày đi chơi với bồ, ở nhà bồ tối ngày chắc đưa đồ cho người ta đéo rồi đó, nó mới vậy đó. Tối ngày đi nhà người ta làm tôi làm mọi cho nhà người ta, rồi vân vân và vân vân, rất là nhiều. Bắt đầu ngồi
chụm đầu cho mỏ, hỏi không có chuyện gì hết trơn, bắt đầu nói xấu, bắt đầu đánh giá, quánh giá, lấy cái giá của quánh vô mặt người ta. Đó là những cái điều mà mình cảm thấy không có hay. Mấy chị do là do mấy chị thôi, mấy chị tiết chế cái điều đó lại, nên nên nhiều chuyện, những cái gì mà đáng nhiều chuyện, ví dụ như nhiều chuyện là về thời sự ngày hôm nay thế giới như thế nào hay gì đó, hay là khoa học nó tiến triển ra sao, hay là nền kinh tế nó phát triển ra sao, thì nhiều chuyện những chuyện đó thì mình quan nghênh hai tay hai chân, giơ hai tay hai chân luôn. Nhưng mà nhiều chuyện gì, chuyện gia đình người ta sao mối, ở nhà nhỏ này có gì, rồi nhỏ này lấy ai, nhỏ này quen ai, nhỏ này chữa quan với ai, ô cái điều đó là mình cảm thấy là không nên, và điều đó là mình cảm thấy là cái tính nết xấu không tốt của người phụ nữ. Và điều cuối cùng là mình thấy hầu như là mình gặp rất là nhiều, và mình nghĩ là cái do là cái sự ganh ghét trong cái bản năng của một con người nó thúc đẩy cái người phụ nữ nó làm những cái điều này, là thích ganh ghét theo từ kiểu là ganh ghét người khác, kể cả trong tình yêu hay là trong sự nghiệp luôn. Ví dụ như mà khi mà họ đi chơi với mình đi, mà họ thấy mình có được một người yêu tốt, người yêu đàng hoàng, và người yêu của mình nó kêu bằng chuẩn số ca, thì bảo đảm là nó bắt đầu ghét mình. Nó ghét mình, nó ganh mình, và bắt đầu nó bay qua nó thọc chọt. Tiếp đến là thọc chọt xong bắt đầu bay qua là giật bồ mình luôn. Đó, đó là sự ganh ghét, ganh tị của những chị gọi là chưa có, gọi là châu cột ghét châu ăn đó. Đó là mình không nói về những người mà bạn mà tốt, mình chỉ nói về những cái người mà họ không tốt như vậy, và những người mà họ có cái tánh như vậy là mình cảm thấy không có tốt. Và thường các bạn biết không, cái chuyện mà bạn bè 10 năm 20 năm thì không sao, mà tự nhiên cái có ông bồ vô, cái nhỏ này có bồ, cái con kia không có bồ, cái bắt đầu là một lâu ngày vài tháng bắt đầu xì ra, hai chị em mít lòng và hai chị em có những cái xích mích về cái chuyện tình cảm. Ví dụ như cái người này được hạnh phúc mà nó không có bồ, nó không hạnh phúc, cái nào nó cảm thấy tủi thân, cái nào nó muốn giật bồ của mình. Đó là mình cảm thấy là cái sự ganh tị rất là xấu, không có nên tồn tại. Và nếu như có cảm thấy mình không có được như người ta thì cố gắng đi tìm đi, chứ tại sao lại ngồi ganh tị như vậy. Mình cảm thấy là của ai kêu bằng của ai thì người đó giữ, chứ tại sao là đi giành giật của người khác. Và cái điều đó mình cảm thấy rất là xấu, là ganh ghét trong sự nghiệp. Ví dụ như họ có một cái sự nghiệp tốt đi, họ có một công việc tốt đi, thì ví dụ cái người bạn đó đi chơi chung hoặc đi làm chung trong cái sở, thì bảo đảm là sẽ thấy cái người kia được thăng chức, người kia giỏi hơn mình, người kia thế này thế kia nọ, là bảo đảm sẽ có một cái sự ganh ghét, ganh tị, bắt đầu nói xấu, chụm đầu cho mỏ nói xấu. Và bắt đầu cái theo kiểu là nếu như thọc chọt được thì sẽ thọc chọt cho cô ấy rất chức. Đó là sẵn ổ đẻ, rất thích sẵn ổ đẻ. Các bạn biết không, biết tại sao mà mình lại nói là sẵn ổ đẻ không? Là như vậy, là khi mà có một cái chuyện gì đó mà họ muốn theo kiểu là về tình yêu hay về sự nghiệp cũng vậy, rất thích sẵn ổ đẻ. Ví dụ như có chồng, người ta có chồng, cái thấy chồng người ta tốt, cái muốn bài vô giật chồng người ta là sẵn ổ đẻ đó mọi người. Và còn không á thì ví dụ như thấy người ta quen bồ, cái thấy bồ người ta tốt giỏi, cái muốn bay vô giật bồ người ta đó. Còn không á thì có người ta có sự nghiệp á, rồi bắt đầu đi chơi với người ta, bắt đầu thấy người ta có sự nghiệp gì, bắt đầu có muốn thọc chọt cái bay vô ngồi ở vị trí đó. Đó là cái tánh sẵn ổ đẻ mà mình cảm thấy không thích, và mình cảm thấy cái điều đó không có nên quan nghênh. Và mình tuy là người phụ nữ nhưng mà mình cũng không thích những cái tánh đó luôn. Đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Có lẽ là cái quan điểm này của riêng mình, và nó nằm ở một khía cạnh nào đó trong cuộc sống, chứ không có nghĩa là nó sẽ đúng với tất cả hoàn cảnh trong cuộc sống này. Chỉ là muốn đem lên để mọi người có thể tham khảo, và cảm thấy nếu như đúng thì like cho em một like nhé. Hãy để lại comment nêu cảm nghĩ của tất cả mọi người ở video này. Và nếu như các bạn cảm thấy muốn mình làm video nào đó nữa thì các bạn hãy để comment bên dưới để mình biết, và mình sẽ làm video phục vụ cho tất cả mọi người xem nha. Và đừng quên subscribe kênh của em để ủng hộ em, và để nhận được nhiều video của em hơn thì bấm luôn cái chuông để khi mà video em up lên là các bạn sẽ là người đầu tiên xem video của mình. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau.